Rồi, xin chào bọn con. Thầy có nhận được một cái bài tập mà bọn con muốn hỏi liên quan đến phần quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác nhá. Thầy đọc thấy cái đề bài nó khá là ngắn thôi. Đề bài cho là tam giác vuông ở A. K thì nằm giữa A và C, nằm giữa thôi nhá, không phải là nằm chính giữa đâu. Nên là mình cứ vẽ nó lệch lệch đi một chút. Ví dụ như là thầy vẽ thế này đi. Đây. Thế này đi. Đấy. K. Được không? K thì nằm giữa A và C. Bọn con có thể thích thì vẽ lệch K sang bên này cũng được. Nói chung là vẽ chỗ nào cũng được, nằm giữa A và C. Được chưa? Rồi so sánh BK và BC. Đấy, so sánh BK và BC. Thì ta thấy ngay đây là việc chúng ta so sánh độ dài của hai cạnh. Và hai cạnh này thì lại cùng xuất phát từ B. Như vậy, cái ý tưởng rõ ràng là chúng ta gắn nó luôn vào tam giác BKC. Đúng không? BK và BC thì chung điểm B. Đây là mình đánh áp thôi nhé, chung điểm B. Nên suy ra là mình sẽ gắn vào tam giác BKC. Và chúng ta gì? Chúng ta đi so sánh hai góc nào đối diện với BK. Đối diện với BK chính là góc góc C. Đi so sánh hai góc C và đối diện với BC là gì? Đối diện với BC là góc góc K. K này thì mình đặt là K1 đi nhá. Góc C và góc K K1. Thế thì chúng ta lại phải nhớ lại là gì? Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác, nội dung của nó như thế nào? Tức là phần lý thuyết đấy. Lý thuyết chúng ta phải nhớ là gì? Ở đây nhá, chúng ta phải nhớ lý thuyết. Học hình là phải nhớ lý thuyết về hình, nhớ định lý về hình thì mới dùng nó để làm bài tập được. Lý thuyết là gì? Trong tam giác cạnh đối diện với góc lớn hơn thì lớn hơn và ngược lại. Có nghĩa là góc lớn thì chúng ta suy ra cạnh lớn, cạnh đối diện đấy, mà cạnh lớn thì suy ra góc lớn. Như vậy là suy xuôi rồi lại suy ngược. Thế còn nếu mà góc nhỏ thì chúng ta sẽ suy ra là cạnh nó nhỏ. Và cạnh nhỏ thì ứng với góc nhỏ. Nôm na chúng ta có hai chiều. Nếu mà tam giác ABC chúng ta có là AB nó lớn hơn AC, lớn hơn BC thì chúng ta sẽ suy ra được góc C lớn hơn góc B và lớn hơn góc A. Tại vì góc A là nó đối diện với cạnh BC. Cạnh BC nhỏ nhất thì góc A nó nhỏ nhất. Cạnh nhỏ thì góc nhỏ. Chốt như thế vào trong đầu cho nó chắc. Đúng chưa nào? Thế thôi. Và bây giờ vào bài tập. Thì mình mới suy nghĩ là mình cần so sánh C và K1. C và K1. Thế bọn con có nhìn thấy được không? Nhìn thấy được không? Thì bây giờ có phải là gì? Khi mà K nằm giữa A và C thì cái tam giác ABK là tam giác vuông. Thì suy ra góc K2 là góc gì? K2 là góc gì? K2 là góc nhọn. Trong một tam giác vuông mà đã vuông ở A rồi thì K2 nó buộc phải là góc nhọn. Thế K2 là góc nhọn thì K1 nó lại là góc góc tù. Ok chưa? Nhá. Thì rất đơn giản thế này thôi. Vì K thì nằm giữa A và C như hình vẽ. Nên nên tam giác AKC, à xin lỗi. AKB. AKB là vuông tại A. Vuông tại A. Thế trong một tam giác vuông thì đã có góc 90 độ rồi, tức là mở ngoặc ra góc A bằng 90 độ rồi. Nên suy ra góc K2 là góc nhỏ hơn 90 độ. Chắc chắn rồi. Trong tam giác vuông thì cái góc nhọn là nó phải nhỏ hơn 90 độ chứ. Đúng không? Thế mà K1 cộng với K2 thì lại bằng 180 độ, mở ngoặc hai góc kẻ bù. Nên ta lại suy ra góc K1 lớn hơn 90 độ. Hai góc kẻ bù mà có một góc nhọn rồi thì góc kia nó phải tù thôi. Cái tổng nó bằng 180 mà. Một góc nhỏ hơn 90 thì góc kia phải lớn hơn 90. Thế từ đó suy ra K1 là góc tù. Góc tù đấy nhá. Đấy. Thế lúc này thì câu chuyện cực kỳ đơn giản đó là cái gì? Bây giờ mình xét tam giác BKC. Có góc K1 thì lớn hơn 90 độ. Có góc C thì nhỏ hơn 90 độ. Mở ngoặc vì tam giác ABC là
vuông tại A. Tam giác vuông tại A thì góc C là góc nhọn, đúng không nào? Đấy, thế thì từ đây ta mới suy ra là K1 lớn hơn góc C. K1 mà lớn hơn góc C thì sao? Thì suy ra BC sẽ lớn hơn BK. Kết luận vậy, BC lớn hơn BK. Xong. Được chưa nào? Rồi nhá.